cái đường Trần Hữu Liệu. Trần Hữu Liệu nè các bạn. Đó. Trời mình hiền quá. Tôi đi đàng hoàng chứ gặp nhiều xe ráp họ đi ghê lắm. Sợ chết luôn. Xe ráp con làm YouTube đi con. Chạy xe ráp thì làm YouTube về kiếm ăn con. Con để cái máy đằng trước thôi. Rồi con cứ việc quay là con làm YouTube được mà. Sao vậy? Con đi tới đâu con quay tới đó. Cô còn phải đi thuê xe đi đây nè. Rồi con đưa lên YouTube, con đưa lên mạng, con làm kênh là có người xem view là con có được tiền mà. Cô bảo thật. Có được thêm khoản tiền đó mà có những người ta làm giỏi ta được tới ngàn đô cơ con ơi. Đây là quay thụ động, làm kiếm tiền kiểu thụ động đó con. Bây giờ nhiều người lắm á, con quẹo trái này là nó về đường mình ăn bánh ha. Ờ đó, đúng rồi. Con đi tới đâu thì con quay tới đó. Hiện nay là mấy cái người mà chạy xe này là có lợi nhất đó con. Ừ. Nói dạ mà có làm không đây coi chứ. Hả? À? Cô làm được sao? Làm được cô. Thì con làm đi. Cô động viên con làm đó. Nha. Con làm đi mà trong trường hợp mà con không biết cái gì ấy, tại vì các con thì khó khăn quá. Cho nên là các con vào cái trang mạng của thầy Dương Trung Hiếu, con cứ đánh này con cho vào YouTube cái đã nha. Xong con đánh là Dương Trung Hiếu thì con thấy ra cái bài của thầy dạy phi nhiều lắm con. Con vào đó con nghiên cứu xong rồi con coi con học nha con. Dương Trung Hiếu cô. Ờ đúng rồi nha con. Ờ, cô chỉ thêm nè. Bây giờ nói nghe thêm nè. Con á, con sau khi bây giờ cô nói nhanh cho nghe để con nắm được cái luật tí nha. Khi con đi đường bất cứ nơi nào quay con đều quay được hết. Con nói lên tôi đang đi đưa khách nè. Tôi đưa khách đi đường từ đường Trần Huy Liệu tôi về chợ Huỳnh Văn Bánh. Thế con nói như vậy là con cũng đã biết cách làm là một nè. Với lại khi mà con đang đi quay, con đang đi trên đường đi mà nó bị nhạc á con. Con sẽ không thu nhạc vào nha con. Vì cái nhạc á nó có cái loại mà được phép và có cái loại không được phép bản quyền nha con. Thế là cho nên ta hãy thấy cái nơi nào mà nó đang ấy nhạc là ngừng luôn, không thèm quay cái đó nha. Rồi khi con mới làm á thì cô chỉ con này, một ngày con cố lăn gắn con ra được cái ba cái video đi con. À, cứ quay liên tục nhưng mà cách xuất lên YouTube nè là khi con xuất lên YouTube á, là phải 2 tiếng con mới xuất một lần nha. Con xuất nhiều quá nó spam nó không cho con xuất nữa đâu nha. Đó là mới có 2 ý thôi để cô nói cho nhanh nữa nè. Trong mỗi một cái video con quay thì con quay chừng khoảng 5 phút thôi nha. 5 phút thôi. Ví dụ như là thôi bây giờ còn coi như là có mới quay đi thì cho là quay 3 phút đi. Quay 3 phút để làm gì? Để lấy số lượng con. Để lấy số lượng con tung lên. Nếu mà được 10 phút mà con tung được nhiều thì càng tốt. Để con cố gắng con quay cho cô. Ví dụ con đi tới đâu ngày con đi như vậy con quay được cả chục cái video á. Nếu mà con tung lên cả chục cái cũng vẫn còn được. Nhưng mà con phải nhớ luật nha con. Con phải nhớ luật là 2 tiếng con mới tung một lần. Nhưng mà con là người mới ra. Cho nên là người ta vẫn YouTube nó vẫn còn người máy robot. Nó cứ sợ là mấy người máy tiếp à. Cho nên là nó có khi nó làm spam á. Cho nên mình mới ra thì mình nên chỉ có đăng 3 video một ngày thôi nha. Mới ra tuần 2-3 ngày đầu. Rồi bắt đầu ngày thứ tư con tăng lên cho cô. Rồi ngày thứ năm có thể tăng lên được một video nữa. Nếu con đi tới đâu mà nhiều như thế này là con đăng được nhiều video lắm. Nhưng hãy nhớ cái lời cô dặn đó là phải 2 tiếng đồng hồ con hẳn xuất một video nha con. Thế thì bây giờ nè, cái số lượng video của con càng nhiều thì người ta sẽ coi cho con càng nhiều và người ta sẽ chấm cho con. Vì con là con cứ nói tôi chạy xe ráp này nhưng mà bây giờ tôi đi quay đường này, tôi đưa khách này, thì người ta nghe tới con đi chạy xe người ta thương nha. Thế là người ta vào ta coi và người ta coi và người ta chấm cho con nha. Vì các con là cái thành phần mà đi chạy xe vậy là rất khó khăn nghe chưa. Thế là coi như là những người nào người ta quay là người ta đều quý hết á. Đúng rồi, nói nghe câu like gì con đi này cũng được like rồi á. Với là con đây là tôi đang đi từ Huỳnh Văn Bánh, tôi vòng ra Lê Văn Sĩ rồi nha các bạn. Đó, để tôi đi vòng về chợ Phạm Văn Hai. Vì hồi nãy là tôi đi cái xe taxi tôi đi lên, nhưng mà ngồi trong cái xe taxi chớ dại nhá, quay khó lắm. Mình đi xe ráp mình quay dễ hơn nè. Tại sáng nay ông xã tôi đi lễ đó, thành mà đi về tới nơi thì tôi không nhờ quay đi nữa để cho
đỡ bị stress đó. Đó. Và bây giờ đi đường Lê Văn Sĩ này, đây là nhà hàng Hương Tâu này nổi tiếng của một anh người kiều bào Mỹ về mở đấy chứ không phải của